Bây giờ tình hình như thế này nhá. Em qua ở với bà mấy ngày giúp anh được không? Bây giờ em mà không về là bà kiểu gì biết hai đứa có chuyện đấy. Mà sức khỏe bà đang như thế không lo cho bà. Tức là em nhất quyết không muốn về nhà anh thật à? Anh nhớ để ý tâm lý của bà nữa nhé. Nãy em nghe bà nói giọng buồn lắm. Chắc lại suy nghĩ tới chuyện bệnh tật. Động viên bà cho bà vui lên. Có cháu dâu là bà cưng nhất thôi. Nói gì bà cũng vui. Cháu dâu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ cho bà yên tâm nhá. Đừng đi làm về muộn mà lại úp mì đấy. Nhưng mà như nào cái gì cái gì mà cũng thu hồi nhanh thoăn thoắt thế, có phải là tốt không? Chúc chuyên gia thu hồi ngủ ngon.